Nè. Cái món tôi rất là thích là sâm bổ lượng, mà tôi tưởng đi mua ai về là cô ấy thức, là nữ công da trắng thức. 3 giờ sáng nấu tới 3 giờ chiều ngày hôm nay mới xong cái món sâm bổ lượng này. Hả? Trời ơi đất không. Nhưng mà chị qua Kim Biên nấu cho mẹ. Cảm ơn chị qua Kim Biên, I love you. Chị qua nấu nha cho mẹ em nha. Thì để mình phải gặp đi, thì mình đâu biết khu vực này cái gì, để mình ngồi câu lạc bộ á. Ừ. Đúng rồi, MC cũng được á. Ừ. MC hoặc là diễn nha. Xuất đi. Ok. Bye bye. Về đi, nãy giờ kéo mấy lần rồi. người ta gấp ta đòi về mà nãy giờ. Còn nãy giờ. Rồi bye bye. Nhanh lắm. Dương. Đêm nấu xong bộ cho cả đoàn ăn. Ôi trời ơi, cái này tâm huyết lắm á. Rồi ăn rồi mà kia nha, kia lên đây một cái diễn viên nào mà thức đêm mà nấu xong cho cả đoàn ăn. Cũng có một hộ bái chị một diễn viên. Ngồi diễn trong phim người ta gọi chung đó là diễn viên. Ủa vậy hả? Dạ gọi chung thôi. Không, kêu kêu kêu. Xong bộ lượng, xong bộ lượng. Rồi em xíu quay. Vậy hả? Quay nè. Bữa nay đang quay tặng ngoài đường hả? Quán này chị quán này. Nên quán hết trời. Sáng giờ mình lên tính chưa? Máy dầu chưa? Ủa chưa hả? Ủa chừng nào mới xuất hiện hai nghệ sĩ đó ta? Chị Me hả? Ừ. Nếu mà chị Me chị phải ra bên ngoài tổng ngoài á, là vừa bước xuống xe đó là chị quay liền. Như vậy hả? Dạ. Chứ ở đây là 1-2 chục youtuber ngoài là chục. Ai là đang chờ ngoài? Dạ đó, ý là Kiều đang chạy hết đó chị. À là Kiều vừa mới chạy đi quay đó hả? Có vậy không? Chắc không đâu chứ hả? Đi đâu vậy? Đi đón ai vậy? Mình đang nhiều chuyện á biết không? Đi săn tin đó. À đi săn tin đó, đúng rồi. Thôi vậy thôi, mình ở nhà đi cho nó an phận đi. Ra ngoài không? Thôi. Chi? Hôm qua đó đang quay ai với ai? Chị hôm nay có chú Bảo Quốc không? Mà ý là sáng giờ có thấy chú Bảo Quốc vô phòng phục trang không? Dạ là không có. Thì chị Quyền quay với ai? Khương hả? Hồi nãy quay với anh Nghiệp này kia. Ờ. Chị Khương. Nếu mà chàng ngoài đó chắc bé Hà Tiên hả? Hà Tiên quay. Hà Tiên ủa nãy mới vô đây mà. Chờ chờ đá vô xong rồi. Tròn đi quay vậy hả? Thôi mình đi vô. Chị Quyên vô hả?
giúp chị Quyền vô. Vậy hả? Thôi về lấy cho đợi quay. Đông lắm hả? Không, bây giờ mình để bày lên cái bàn rồi đi. Vậy hả? Chị Quyền có biết là dùng cái nước thơm để nấu không ta? Ủa khoan, là chè của chị hả? Cái chảo đó bỏ lửa. Không, còn 60 ly trà sữa nữa. Thế bây giờ sữa trong phòng mà. Người ta tặng. Ủa? Rồi cũng lắp bồ luôn. Có nhà hôm nay là không biết. Xong cô lượng xuống mà. Không biết. Giờ này cũng chiều, còn sữa cũng tối. Nhưng mà trà sữa như có đá rồi. Nên là nghĩ là chè ăn trễ hơn đi. Ý là cất xong cô lượng hả? Nhưng mà chè tới chữ ít để trà sữa chè để tới chút nó được không? Trễ chút chứ. Mà trà sữa tới chưa? Tới rồi nè, nguyên thùng. Em tưởng cái này trà sữa đó. Trà sữa có đá rồi thì ăn uống không, trà sữa trước. Chưa biết vụ của chị Dung. Dạ sao? Hay chị Dung vô coi trước không về đi con. Thôi vậy xíu luôn cho xong một lượng sau đi. Nếu mà như vậy thì ưu tiên uống trà sữa trước đi. Còn tối ăn xong một lượng. Ăn tối nặng lắm hả? Có ăn thuốc nước đá. Dạ. Quá ngon luôn á. Siêu mát luôn á. Công tình nấu thì chia ra. Thấy cái mắt thâm quần không? Thức từ 3 giờ sáng đến 3 giờ chiều để nấu cái món này. Kim tôi nấu hả? Không, ý là chị Qua Kim Biên nấu chứ không phải chị. Chị Qua là bạn chị Ngọc Quyền. Làm quá. Nó vô đá nó. Ê, cái này của chị Qua nấu nha. Chị Qua nấu á. Được, kéo ra đây. Kéo ra đây. Sống về bây giờ mình để hai bàn luôn, bàn trà sữa, bàn tham bổ lượng. Ai uống vô? Ai thích chơi gì chơi. À, ý là vậy đó hả? Ừ. Ai uống thử biết chị Quyền chưa biết là cái vụ mà chị đưa xăm bổ lượng xuống đâu, bỏ ra rồi. Bữa nay Bo có mít cấp không? Có. Chị nhờ Bo quánh cái mắt chị nó thâm thâm một chút. À, vậy hả? Ừ. Sau đó là xíu nữa chị sẽ kể là cái quá trình mà chị nấu xăm bổ lượng như thế nào. Thức đêm. Thức đêm rồi này kia thăm mắt. Ừ, chị Quyền giờ đã bo lâu rồi, giờ đã bo vô là lộ hết đó, đi vô quánh cho. Nghe nè, vô đi em quánh cho tao biết sao. Nâu tự nhiên. Dính thấy 4, 3, 6, 3 nữ lần. À 6, 3 nữ lần hả? Thôi gẹo thôi. Nâu tự nhiên. Lộ hết trơn rồi. Không, cái này là của chị Qua. Chị Qua là một chị bạn thân của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền. Là chị Qua chuyên bán đèn ở chợ Kim Biên. Chuyên đèn bóm, chị Qua đèn bóm á. Thì chị Qua nấu, sau đó là chị Qua nhờ Dung ghé lấy để đem xuống cho đoàn phim. Rồi. Thiệt là có lộc ăn. Thiệt là có lộc ăn hả? Nhưng mà cái món này siêu ngon nha. Món này không, em rất thích món này luôn á. Ừ, ngon. Ồ, trà sữa. Trời ơi, hai bên cạnh tranh nhau. Không phải trà sữa. Bây giờ mình giống như trà chín mà thì để mình bán gì tiền. Để hai bàn hai bên. Buồn quá vậy không, vậy hai không? Ê, nhưng mà sao rồi. Đóng sao mình đổ một lớp gì trời. Trời nó thích. Sao lọc ăn lọc uống dữ vậy ta. Ôi á, hấp dẫn quá đi. À, hai thứ lợn vừa trà trái cây, vừa trà sữa. Chắc là mình tin trà trái cây. Ủa bên đó là của ai? Ủa gì? Ý là xin cũng là khán giả của chị. Trời ơi, bởi vậy ta nói cái này là báo cho bạn Trang nè. Báo cho bà Trang với bà Cẩm. Không, tại vì cái này người ta đưa chị Trang không biết luôn. À, là bất ngờ cái này, đúng không? Đúng rồi, chị Quyền cũng mới biết đây. Em kia trời ơi. Đó. Thôi thì nhắn giả bữa chị ăn thấy không? Sao mà lo lắng trời. Nhưng mà vậy là hai cái vị khán giả, hai cái người, hai người vị này là không có liên kết, không có xếp lịch với nhau gì hết. Tại khi mà mỗi chị cho một ngày á là tụi mình đỡ cực. Ủa mà có chắc hai chị biết nhau không? Vậy mà gặp sáng nay gặp em nữa. Không biết. Anh nhận thông tin đúng không? Anh nhận thông tin bên này. Nhưng mà cái này là ai tặng? Anh Nam nào á. À vậy chắc là không thấy rồi. Còn này là chị Qua, hôm qua liên hệ với chị. Vậy là hai chị đây không có liên hệ. Chị đưa súng giùm tại chị Qua không có súng được. Mình tạo cái rất là cầu riêng á, xong rồi mấy anh chị vô nói cái gì muốn tạo cái gì cho chị hẹn. Chị nói chị Ngọc Quyền là ẹp tất cả các chị mà hay mời ăn mời uống mời tặng quà rồi mình chị ẹp nữa đó. Xong đó mình lên cái lịch đó để các anh chị sẽ lần lượt. Mình còn mấy ngày nữa. Ví dụ như là ở đâu đó. Anh sáng chị chiều, anh chiều chị sáng. Dạ. Anh sáng chiều. Xong kể từ lúc là rút cũng thấy ai nói gì nữa. Nó bị vô. Chị
dẫn đầu. Rồi, bà con cô bác Nguyễn Thị Ngân đây nha. Bữa giờ dạ, xin chào bà con cô bác. Ai cũng hỏi Nguyễn Thị Ngân không. Ủa vậy hả? Trời thương. Nhưng mà sao tới bữa mà có đồ ăn. Ngay cái bữa mà đồ ăn nhiều là thấy bà Ngân đó. Bởi em bảo em số em có lộc ăn mà, đi đâu lần nào cũng có đồ ăn chưa đó. Để em mới thanh đói không nhớ em ơi. Để em mới kêu đứng thấy đói bụng quá, trưa nay không có được ăn cơm đoàn cho nên em lên sau không có ăn cơm đoàn. Ý là đang ăn đói bụng thì có đồ ăn. Chồng nó vô đây luôn, cho hai bàn sát vô mình quay cho nó bàn ăn lại luôn. Ý là em nghĩ hai phòng bị nhiều khi mới đủ đây, chứ phòng cũng lớn sợ hơn á, sợ hơn không đâu, dư đó. Cái gì? Em nghĩ dư một ít rồi chứ không phải là dư hết rồi. Thôi mình đâu có nhiều dữ vậy, cái này là 50ml nè. Có người là 2 ly. Tại vì chị có báo số lượng cho chị Hoa mà, chị Hoa làm 50 ly đó, thì hồi nãy đưa cho anh Hoa Điệp 2 ly thôi. Và còn lại 48 ly nè. Trời ơi, đồ ăn ê hề luôn, phải khi mà phim story ngày nào cũng quay nhé. Quay quá này mà. Không có dùng gọi mấy cha này trà sữa uống nữa đó. Trời đất ơi. Vậy ta nói biết vậy á, đi con người này là thấy giả không chặt người không mấy cái ngày tiếc ai chở cái gì tối nữa. Ê, đi đường đó đồ ăn nha chú ơi, chú giao cái gì vậy? Đồ ăn nữa hả? Không mình không mình hả? Không mình hả? Đồ ăn rồi đó, hôm 60 ly hết rồi. Hello hai mâm quay gia chị. Đồ nào? Quay gia chị Ngọc Quyền đúng không? À. Ok. Đồ hôm qua hả? Chấm được. Ok, nói nha. Chú phải là cảnh này. Dạ. Yeah. Đây là cái món sâm bù lượng của chị Quang Kim Biên làm cho đoàn phim Sầu Riêng của nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền. Đó. À, cảm ơn chị Hoa rất là nhiều. Chút nữa thì chị Ngọc Quyền sẽ vô rồi sẽ cảm ơn chị Hoa sau nha. Còn bây giờ thì Dung với lại các em đang bày ra, đang soạn ra. Ủa nhưng giờ mình bỏ đá luôn rồi chị. Không, nhưng mà sợ đá rất chảy quá trời. Mình để đây thôi, xong rồi xíu mà ai ăn gì thì để. Nhưng mà ưu tiên trà sữa với tại vì cái kia đi. Bỏ đá rồi. Bỏ đá rồi. Ở này ví dụ như là để tối mình ăn. Đúng rồi, ăn sợ ăn tối xong mọi người ăn cái này xong cũng được. Đúng rồi, nó hợp lý đó. Hơn á. Đó. Vậy thôi mình cởi cổ cống ra chi ta. Cho nó nửa chống tay luôn. Ủa, không cần phải mở ra không ta? Không. Mà may cái này chưa bỏ đá nên là mình để được. Cái món này là siêu ngon nha cả nhà, vừa ăn lắm. Món này là chị Hoa nấu là mấy chục năm nay rồi. Đó. Ngay lúc đang đèn ngọt á. Rồi ok luôn, ok la. Giờ đợi đoàn quay xong nữa. Ok. Bên kia nữa. Đó. Cái này là của ai đó thì Annie nói đi. Của ai tặng chị Ngọc Quyền? Không biết hả? Vậy xíu nó vô chị Ngọc Quyền cảm ơn sau nha. Rồi, hai khán giả tặng cùng một ngày, cùng một thời điểm. Yeah. Là tổng cộng là hơn một trăm mấy chục ly ở đây luôn. Mình nhớ cái hồi mà làm cái nơi sau lúc casting rồi đó. Cái mùa này em thấy ít hơn chị. Mùa 1 hai thấy nhiều. Cái mùa 1 nhiều nhất. Con mình đúng rồi ha, mùa 1 là giống như còn cái sự mới mẻ quá. Nhưng mà bà con của bác trên đây còn đến thôi là đã vui rồi. À đúng rồi, vui chứ. Đừng có đem quà cát gì hết. Ví dụ trong nhà có xoài, có ổi, có ấy rồi kia thì vui hơn. Mày hái lên thôi. Đúng rồi. Chứ đừng có đi mua. Đúng rồi. Nói chung là thích mấy cái quê, trái cây quê có những vườn trồng cỏ vậy đó. Rau rồi mắm rồi đó. Ăn mê lên. Vậy thì nó sẽ vui. Dạ. Thôi cho bác cái clip như này nha. Xíu nữa thì sẽ chờ đoàn phim Sầu Riêng về nha. Cảm ơn quý bà con bác rất là nhiều. Một lần nữa gửi lời biết ơn chị Hoa Kim Biên. Dạ. Bên chị thấy xong rồi em nấu không? Không dám được chị Thanh Hoa nấu. Ủa, chị lâu ra rồi đó. Giờ chị Hoa nói chị lâu rồi. Nhưng mà em bày ra để em chụp hình.
chụp hình quay clip luôn rồi kìa. Đó, đó rồi chị cảm ơn Mai Chi là chị quay rồi. Dạ. À, chị quay rồi nhưng mà chị không quay clip để chiều chị quay cái này bỏ vô. Quay thêm cái xâm bộ lượng bỏ vô. Thì giờ hồi nãy là quay trà sữa rồi. Nay quay trà sữa. Quay xâm bộ lượng đây. Xâm bộ lượng nè. 60 ly mà nãy giờ ăn cũng gần phân nửa rồi. Thôi cứ tưởng là xuống nơi kể công nó là thức từ 3 giờ sáng nấu đến 3 giờ chiều mà ai về chị biết hết trơn, bởi vậy không giấu được cái gì á. Này đẹp quá à. Em cứ lúc nào cũng đẹp. Có làm gì đâu. Em vẫn đẹp. Được á. Vậy với anh Thương mới mới nghĩ ra được một bộ phim mới. Chưa quay xong sầu riêng đó phim mới hả? Ngu hoặc. Rồi. Rồi đó. Cái gì? Cái gì? Không nghĩ kịch bản chưa, mới nghĩ tiền phim mà. Mới nghĩ tiền phim. Nhưng mà có tiền phim là có kịch bản thôi. Bằng cái này chị này chị làm đẹp. Em làm xấu đi. Này đổi lại. Đây là chị đâu có xấu đâu. Không chị xấu. Chị đặt này chị xấu mà đặt tới đẹp. Cái gọi là gì? À, cái gì đó. Ý là vô dây dây giàu dây sang liền phải không? Không, không, không. Cái gì chồng nè. Ê hồi nãy Khương nói cái tựa phim gì vậy mấy đứa? Nãy cái tựa phim gì chồng chồng quá mất tiêu rồi. Lúc ăn cơm. Kén chồng. Cái gì? Phải kén chồng. Kén cá chọn chồng. Kén cá chọn chồng. Người ta là kén cá chọn canh mà, chọn canh kén cá gì mà. Nhưng mà Khương muốn là kén cá chọn chồng. Là kén một cái là chọn một chồng. Ây da. Là lại sắp sửa có vai mới trong phim mới của chị Ngọc Huyền rồi, cả nhà xin vai liền. Có phim là xin vai liền. Kiều ơi, Kiều. Đây, xong bổ lượng. Cái người sắp ra là dung danh dung vẻ nhưng mà cái người nấu là chị Thanh Hoa, chị của chị. Này bệnh cướp công cũng được rồi. Cứ không nổi. 60 ly trà sữa hồi nãy là của Nam Tông, còn đây là 60 ly xâm bổ lượng để cho quý anh chị đoàn phim của Khương Dừa, sầu riêng của Ngọc Huyền ăn sau khi ăn cơm tối, mà ăn cái này thì nạp năng lượng vô cho khỏe đó. Là còn đây là bịch đá. Đó, ai muốn ăn thì phải cho đá vô, ít nhiều là do mình thích. Dạ. Chưa có ăn đâu chị ơi, còn quay cảnh nó mới được ăn. Còn nếu ăn thì là đi ngủ rồi, cho nên là không có kịp quay một cảnh nữa. Để cho có đăng nè, có anh Long đẹp trai của chúng ta. Nói chung là cảm ơn rất là nhiều Nam Tông đã gửi cho Ngọc Huyền, nào là gã tiền ốc heo tìm thuốc bắc ha, rồi còn gửi 60 ly trà sữa, bây giờ chị Thanh Hoa thì gửi 6 ly xâm bổ lượng, rồi còn tiếp nữa đó là bên Phụng Trắng ở thủy hải sản Bình Điền tặng cho sầu riêng. Hôm nay thì không có kịp quay sầu riêng cho nên không có lấy sầu riêng, nhưng mà chắc là ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó thì sẽ xin sầu riêng tiếp tục để quay tiếp. Cảm ơn cả nhà, và nếu ai muốn tài trợ thì cứ tài trợ tiếp ạ, chúng em nhận hết. Mỗi ngày đều quay sầu riêng ở hội quán ngôi sao miệt vườn đi chứ, tụi em mới có ăn uống đồ dễ chị. Đâu có, đi chỗ khác thì mình ship về thôi, đâu sao đâu, đoàn phim. Nhưng mà thấy hình như là về đây trộm vía được ăn nhiều hơn á. Đúng rồi, hình như cứ thôi cứ về hội quán, mà quay hội quán mà đâu còn cảnh hội quán. Mình thật thà chất phát mọi người thương, thấy không? Đó, và bây giờ thì quý vị ơi, chuẩn bị phim sầu riêng đang quay và chuẩn bị ra mắt khán giả vào ngày 20 tháng 9. 2024, tức là thứ 6 vào trong 2 tháng nữa nha, thì chúng tôi đã có một bộ phim, và phim lần này Ngọc Huyền sẽ không làm xấu mà Ngọc Huyền sẽ làm đẹp, còn dung danh dung vẻ làm xấu nha, phải đổi vai đi chứ. Miễn là cho em vai thôi, còn xấu cỡ nào em cũng chịu. Không, thì vai đợt này em đẹp rồi, đợt tới là chị đẹp em xấu. Trời, nhưng mà cái phim là kén cá, ta đã chọn canh thì kén cá chọn chồng. Cả nhà xem nha. Đó,
nói giờ không biết có. Cứ nói trước đi mình sắp xếp mà thường nói là Linh Như Miễu á. Sáng nay thì Ngọc Huyền chia sẻ nha, sau có sự thành công của phim Dung Nhan Bạc Phận của Dung Nhan Dung Vẻ, quý vị có thể lên for the official Dung Nhan Dung Vẻ official quý vị xem lại cái phim đó nha. Thì Ngọc Huyền mới có coi tập đập 1 thôi, không mới coi trailer thôi, thì Ngọc Huyền đã thích cái phim đó rồi. Và Ngọc Huyền nói chứ trời ước gì mình làm phim thì Dung Nhan Dung Vẻ đây là người suối nè, đây là người này suối nè mới có cái phim Sầu Riêng. À, cái người này suối, cái xong người này nói với người này, cái người này năn nỉ người kia, là tương chưa? Đó. Và thế là có bộ phim Sầu Riêng để mà gửi đến tất cả quý bà con cô bác thương yêu, ekip của Ngôi Sao Miệt Vườn chúng tôi. Riết ra giờ cứ Ngôi Sao Miệt Vườn thôi. Thương yêu cảm ơn tất cả quý vị. Và xin hẹn gặp lại nha.